Chúng ta cùng đến với rec đầu tiếp theo. Kiến Pháp đang phá bi. Vâng, một cú phá bi lỗi. Với một cái tình huống như vậy thì đã được tính là một lỗi dành cho Kiến Pháp trong ván đấu này. Và nếu như quý vị các bạn nào còn chưa biết thì tôi xin phép được phổ biến lại luật trong nội dung 9 bóng luật thế giới. Đó là các cơ thủ nào phạm 3 lỗi liên tục trong 3 lần bước vào bàn thì sẽ bị xử thua một ván. Và như vậy trong ván đấu này thì Kiên Pháp đang có một lỗi các bạn nhé. Vâng, với cái việc đặt bóng như thế này thì James Aranath đang toan tính đến việc để lấy thêm những cái lỗi tiếp theo của Đỗ Thế Kiên. Và tất nhiên là anh sẽ phải thực hiện một cú chạy đạn như vậy thôi. Không có quá nhiều sự lựa chọn trong tình huống này. Và khó khăn bây giờ thì đang đến dành cho Kiên Pháp. Rất buồn và đáng tiếc. Và cái việc mà phá trong một thể thức 9B break box như thế này nó đòi hỏi cần rất nhiều lực của cánh tay mới có thể có đủ lực để tan được hình và ra vị trí đẹp. Thì nó cũng mang đến sự rủi ro trong cái việc bị tẹt đầu gậy. Một tình huống rất nhanh, hãy xem là trọng tài xử lý như nào. Như vậy là lỗi rồi các bạn ạ. Và Kiên Pháp đã có 2 lỗi trong ván đấu này, trong 2 lần bước vào bàn. Và chỉ cần một lỗi nữa thôi thì sẽ bị xử thua các bạn nhé. Một tình huống rất hy hữu xảy ra tại Paris Open cũng như là những cái giải đấu thế giới đang xảy ra trong ván đấu này. Đó là việc cơ thủ phá bị tẹt gậy. Tiếp tục là một tình huống bắt đuôi rất hiểm ác đến từ vị trí của James Aranath. Rồi, lần này thì Kiên Pháp đã tự giải cứu cho mình trong tình huống đang bị bắt hai đuôi đến từ vị trí của James Aranath. Một cái ván đấu với một hình bi trông rất rúm gió các bạn ạ. Sẽ phải xử lý từng con bi một thôi. Sử dụng viên bi số 2 để tách cụm 47, đánh bi số 3. Như vậy là Aranath quyết định sẽ đánh cái phương án là cộng 4 và 5. Cũng là một cái phương án hợp lý khi mà bi số 5 đứng ở khu vực rất dễ ăn rồi. Có lẽ xem tình huống hơi bấm cái lại để phòng cái trường hợp là sau khi cộng 4-5 lại ăn luôn bi số 4. Để nếu như việc đấy nó có xảy ra thì James Aranath vẫn có thể xử lý tiếp được viên bi mục tiêu số 6. Đằng như vậy là má vách không thể bấm được. Có lẽ là sẽ kiểm soát lực thôi. Có một tình huống trên bàn đấu các bạn nha. Đó là cái việc, hãy xem nào, cái má vào viên bi số 4 này để ăn được thì nó đồng nghĩa việc sẽ chạm vào má viên bi số 8. Và nó sẽ chạm vào má nào đây? Nếu như chạm má dày thì khả năng lại bị chết viên bi cái ở lỗ tít đấy luôn. Vâng, và có lẽ là James Aranath rất là thông minh khi đã lường trước được cái nước đấy nó xảy ra, nên anh chỉ dám thả nhẹ vào viên bi mục tiêu số 4 đấy thôi. Và như vậy nó cũng đồng nghĩa với cái việc là đang mang đến một cơ hội rất lớn dành cho Đỗ Thế Kiên của chúng ta. Khi mà tôi xin được nhắc lại là trong tình huống viên bi cái này nó đang rất côn băng, một cái má chém ngược, nên một cái tình huống đẩy viên bi số 6 này nó cực kỳ khó các bạn nhé. Để ăn được lỗ tít phía bên tay trái, nó đòi hỏi tâm lý và trạng thái thi đấu cực kỳ ổn định. Nó chỉ cần sai một tí thôi là nó sẽ lệch. Đánh mạnh thì không bao giờ được ở trong tình huống này. Vâng, các bạn thấy chưa? Nó là sẽ hỏng ngay viên bi mục tiêu số 6. Và trong tình huống vừa rồi, có lẽ là James Aranath đã dự đoán đến việc mình sẽ trượt, nên anh quyết định sẽ đánh mạnh một chút để nếu như có trượt thì vẫn đưa viên bi cái về khu vực xa phía kia, chứ không ai trong tình huống vừa rồi có thể khẳng định và dám đẩy nhẹ một cách rón rén để ăn viên bi số 6 đâu. Và họ cũng đang tê các bạn ạ. Họ cũng đang có một chút nào đó tâm lý. Một tình huống rất khó dự đoán là xem Kiên Pháp sẽ sử dụng một cái phương án nào để thủ trong tình huống viên bi số 6 đây. Rất khó. Vâng, như vậy là Kiên Pháp quyết định công luôn ở tình huống bi vừa rồi. Rất khó, một tình huống với tỷ lệ ăn rất thấp khi mà má viên bi số 6 đấy nó quá vách và quá xa. Rất khó để ngắm trong tình huống bi vừa rồi. Lẽ ra chúng ta nên có một tình huống bi thủ trong cái pha bi vừa rồi thì có lẽ nó sẽ tốt hơn. Như vậy là trận đấu đang diễn ra với một cái tiết tấu và biên độ rất khó lường. Tỷ số được cân bằng 4 đều cho cả hai tay cờ. Chúng ta hãy cùng quan sát lại những tình huống đáng chú ý trên bàn đấu vừa rồi. Đó là những tình huống bị bắt đuôi đến từ vị trí của Kiên Pháp. Và cũng là một pha tình huống giải cứu của chính bản thân anh. Nhưng mà tất cả là không đủ để Kiên Pháp có thể có cho mình một điểm số trong ván đấu này. Quan trọng phải điều được đường riêng viên bi số 3 ở khu vực phía lỗ tít phía xa kia. Sẽ phải một cú đánh mạnh khoảng tầm sáng C2 băng dọc để cho viên bi cái nó trở về khu vực khoảng tầm giữa bàn mới có thể xử lý trong tình huống viên bi số 3 được. Nó đồng nghĩa với cái việc là đây là một cú đánh sẽ phải có áp phê. Có hai phương án có thể dành đến trong tình huống này là một cú cúp hoặc là một cú áp phê bên tay phải. Cái chạy 2 băng khoảng tầm nửa phê thôi. Rất chính xác, đã chạy 2 băng và thậm chí còn qua được khe của thành biên bên tay phải. Một pha đánh rất mãn nhãn đến từ vị trí của Đỗ Thế Kiên. Lực rất khéo léo để không va chạm với viên bi số 6. Nhưng mà tuy nhiên cái mã bi số 4 bây giờ hơi mỏng. Nhưng mà nó không quá khó dành cho Kiên Pháp khi mà cự ly hai viên bi nó đã đứng tương đối là gần nhau. Xử lý rất ngọt trong tình huống chém viên bi số 4. Trong ván đấu này Kiên Pháp đang thực hiện liên tục là những con bi rất khó. Những pha xử lý rất tự tin của Đỗ Thế Kiên. Xa rồi. Có lẽ Kiên Pháp phải tìm ra một phương án nào đó để gãi viên bi số 3 đó ra, hoặc là một phương án để đánh viên bi số 3 vào lỗ tít phía gần màn hình bên tay phải, một cái đường riêng. Hãy xem mà Kiên Pháp sẽ sử dụng phương án nào. Như vậy là phương án số 2 đã được thực hiện trong tình huống bi vừa rồi. Một hình bi trông không phải là đơn giản nếu như muốn tìm ra lời giải được cho viên bi mục tiêu số 4. Có thể là một tình huống đánh để ra má kê đầu viên bi số 4 vào vị trí của viên bi mục tiêu số 9. Nhưng không rõ cái má này có đủ để có thể ăn được viên bi số 4 hay không. Hy vọng là đủ. Còn nếu không thì buộc lòng phải có tình huống chạy đạn. Vâng, như vậy là đủ để có thể ăn được và trô nhẹ về một chút để xử lý viên bi mục tiêu số 5. May mắn một chút nữa thôi thì có thể Kiên Pháp có thể dứt điểm luôn ván đấu này bằng việc ăn viên bi mục tiêu số 9 ở lỗ tít phía xa. Nhưng đấy cũng là một phương án dự phòng thôi. Một cái má có thể đánh giá là tương đối đẹp rồi. Cố lên nào. Một pha trô về. Viên bi sẽ nằm ở khu vực giữa bàn hoặc là lùi lại thêm một chút nữa, khoảng tầm 5 phân sẽ là đẹp nhất để đánh một cái cú trô về hoặc là một băng ra. Và như thế này sẽ là một cú trô về thôi. Và cố gắng lấy một cái má vếch vừa đủ để có thể ép một băng ra đánh bi số 8. Nào, chúng ta hãy xem viên bi cái đứng ở vị trí nào. Ồ, vị trí như thế này thì có lẽ sẽ là một tình huống đẩy lên để đánh bi số 8 ở lỗ giữa bên tay trái. Nếu như viên bi số 8 ấy nó không còn đường riêng để đánh vào lỗ tít phía gần màn hình bên tay trái. Hãy xem là cái má. Ok. Một pha thả lực bị lỡ cỡ đến từ vị trí của Đỗ Thế Kiên các bạn ạ. Vâng, gương mặt anh Kiên đã thể hiện hết mọi nỗi niềm của mình trong cái tình huống điều bi vừa rồi. Như vậy là điều lỗ giữa thì cũng lỗi, mà điều lỗ tít thì cũng không xong. Như vậy là với góc máy quay này tôi nhìn thấy là viên bi số 8 còn đường riêng ở lỗ tít phía gần màn hình bên tay trái. Như vậy có thể là một tình huống xịt bị tuột của Đỗ Thế Kiên. Thế Kiên sẽ làm gì để giải quyết được cái tình huống này đây? Như vậy là có thể anh quyết định công luôn vào lỗ giữa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống bi này của Kiên Pháp. Vâng, như vậy một tình huống có toan tính của Đỗ Thế Kiên. Vừa chém vào lỗ giữa và vừa ăn được bi số 9. Không rõ cái nụ cười này của Kiên Pháp nó nói lên điều gì đây. Hay là viên bi số 9 đấy có một chút may mắn, nhưng tôi không sao. May mắn là một phần của thể thao và chúng ta chỉ cần biết bây giờ tỷ số đang là 8-7. Thắng ít nhất là 3 trận. Tức là ở nhánh thắng này, đây chưa phải là trận tranh vé, mà người thắng ở trận đấu này mới lọt vào trận tranh vé. mọi thông tin và cập nhật tức thời, real time, trực tiếp luôn. Mong các bạn theo dõi ở trên website matchroompool.com. Matchroom có setup một hệ thống iPad theo dõi ở từng bàn TV, và điểm của mỗi người cập nhật ở đó thì sẽ được cập nhật luôn lên trên website đó. Các bạn có thể theo dõi rất tiện. Rất may cú đánh vừa rồi đã thoát được bi số 9. Rất tốt, pha dọn bàn tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên và tỷ số sẽ được mở 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Chúng ta cùng chờ xem một cú phá bi tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Một cú phá bi rất tốt. Bi số 2 thì sao đây? Bi số 2 này có lẽ muốn công thì sẽ phải làm một tình huống cộng 27 rồi. Chúng ta còn phải nghiên cứu má bi này. Với tình huống bi cái ở sát băng này sẽ phải làm cú đẩy bi đây. Đẩy bi thì phải đẩy khá là chắc tay thì bi cái mới thoát ra được khỏi đường tưng của bi số 2 sau khi va chạm với bi số 7. Tốt, cú cộng bi rất tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Một cú đánh bi số 2 đưa bi cái ra giữa bàn. Má bi số 3 này thuận lợi để điều bi số 4 vào lỗ góc phía dưới bên phải. Tuy nhiên cầu thủ Đỗ Thế Kiên cũng phải lựa chọn cho mình một vị trí điều bi số 4 thuận lợi để ra bi số 5 nữa. Gần như thẳng tắp rồi. Đây là tình huống gần như thẳng tắp rồi và sẽ là một cú trô bi số 5, bi số 4 về bi số 6. Xin lỗi các bạn, nãy giờ nói bi số 5. Vừa rồi bi cái đi sâu xuống một chút thôi thì sẽ là vị trí tốt nhất để đánh bi số 4 ra bi số 5, không cần một chút kỹ thuật nào cả. Pha điều bi rất tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên, một cú đánh trô bi mộc mạc, không hề có phê. Tình huống vừa rồi có phê là hỏng. Tuy nhiên bi cái vẫn đi hơi quá cao so với cái vị trí của bi số 6. Tình huống lụt này thì cũng không khó xử lý. Bi số 8 ở gần lỗ rồi, chỉ cần bi cái đi không phải quá lực sang phía bên phải, phía bên băng dài phía bên phải là được. Như vậy là một va chạm có ích trong tình huống vừa rồi, đưa bi số 8 ra gần cửa lỗ hơn nữa. Chúng ta có thể thấy vừa rồi bi cái đã hơi bị trượt và bệt một chút ở trên vải. Cú đánh tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên ở bi số 9 và tỷ số được nâng lên 2-0. Đánh thành công thì vị trí để điều bi số 7 là tự nhiên. Cú đánh rất chuẩn xác của cầu thủ Đỗ Thế Kiên, một cú đánh tuyệt vời. Quá chính xác và đi qua khe bi số 9 và băng nữa. Như vậy là vị trí thuận lợi rồi, bi số 8, bi số 9 này nữa thôi và cầu thủ Đỗ Thế Kiên sẽ nâng tỷ số lên 3-0. Xin cảm ơn bạn Huy Thịnh đã donate cho ekip của chúng tôi. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bị số 2 vào lỗ giữa bàn đây rồi. Được, bị số 3 này vẫn có thể tấn công được. Không bị đuôi sau bị số 6 đâu. Thế bàn này là thuận lợi rồi, đặc biệt là với việc bi số 6 ở cửa lỗ giữa bên trái thế kia thì việc điều bi số 7 cũng sẽ dễ dàng hơn. Từ đó thì ra bi số 8 và bi số 9 cũng thuận lợi. Vị trí bi khó nhất để điều là bi số 7 rồi, nhưng lại có bi số 6 trước đó là một vị trí thuận lợi. Tình huống rất đáng tiếc là bi số 6 này đang ở má không thuận lợi. Nếu tình huống vừa rồi cầu thủ Đỗ Thế Kiên đánh được bi cái lên phía trên nửa trên của bàn thì điều bi số 6 ra bi số 7 sẽ thuận lợi. Tuy nhiên má ở con bi số 5 cũng không được nhiều nên anh chỉ đánh được đến đây mà thôi. Đây sẽ là một tình huống khó và tình huống quyết định người thắng người kẻ thua trong ván đấu này. Đó là một tình huống xe chỉ luồn kim qua khe 89 của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Tuy nhiên tình huống bi số 7 này vẫn là một tình huống khó. Sẽ phải đánh mỏng và dứt tay đưa bi cái đi hai băng ngắn ở tình huống này, đi dọc bàn. Chúng ta có thể thấy ở góc nhìn của chúng ta thì đây có thể là cú đánh không quá khó. Tuy nhiên với cầu thủ đứng ở trên bàn, nhận định của họ là đây là cú đánh rất khó. Điều đó giải thích là nhiều tình huống mà chúng ta nhìn thấy rất dễ nhưng mà tại sao cầu thủ vẫn đánh trượt. Cú đánh quá đẹp, cú đánh quá hay của cầu thủ Đỗ Thế Kiên, một cú đánh thật sự là rất nhiều kỹ thuật. Vừa mềm tay lại cúp phê nữa. Rất hay, một ván bi dọn bàn rất hay của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Một tỷ số được nâng lên 6-5. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên chỉ có thể đánh được con bi số 5 như vậy và điều bi số 6 ở khoảng cách xa. Đây sẽ là một cú đánh ăn bi số 6, cố gắng ăn bi số 6 và chạy đạn ở bi số 8. Vâng, rất may mắn cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên trong tình huống vừa rồi là bi số 6 lại. Có lẽ là đường đi của bi số 6 hơi bị lả một chút. Vâng, nụ cười rất tươi của Jeff De Luna khi đối diện với tình huống như thế này. Phải là một cú chạy đạn. Như vậy là cầu thủ Jeff De Luna hoàn toàn có thể chạm mỏng bi số 8. Anh đang tính đường đi của bi cái sau va chạm. Thậm chí anh còn có thể đánh mỏng và ăn được bi số 8 trong tình huống này. Và cú đánh đã đưa bi số 8 hơi dày vào gần lỗ rồi. Tình huống này lại là cơ hội cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Hy vọng chúng ta có thể tận dụng được. Cú đánh tốt. Tỷ số sẽ được nâng lên 7-6 cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Chúng ta có thể thấy trận đấu đang diễn ra căng thẳng, nhưng không phải ở một kịch bản mà chúng ta có thể lường trước được, và không phải là kịch bản mà chúng ta mong muốn. Đó không phải là những cú thủ bi tốt, những pha thủ bi qua lại, mà thay vào đó. Một pha va chạm nhạy cảm với bi số 9 và thuận lợi để điều bi số 3 ra bi số 4 rồi. Cơ hội cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên giải quyết ván đấu này. Cú điều bi số 4 cắm phê lực nhẹ của anh Thế Kiên rất kỹ thuật. Nhưng đây lại là một tình huống hơi cò tay ở bi số 6 rồi. Nhưng với việc bi số 7 cũng ở gần lỗ thế này thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Sẽ chỉ là một cú đánh dựng thẳng bi cái từ băng ngắn phía dưới mà thôi. Một cú cắm phê bên phải, mở má điều bi số 8. Đơn giản thôi. Dọn bàn rất tốt. Như vậy là tỷ số sẽ được nâng lên 4-1 cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên của Việt Nam. Thông tin sẽ là một cú cu lê hai băng đưa bi cái mở phê bên phải lên giữa bàn. Hơi nhẹ rồi. Chúng ta có thể thấy là việc bàn nỉ mới và là nỉ Simonis 860 nó rất bông và rất mềm, thì những tác động đánh cu lê nó sẽ bị bệt trên nỉ. Tình huống rồi không đủ góc để rút về đâu các bạn ạ. ở góc này có lẽ cơ thủ Thế Kiên đang muốn nhảy bi công luôn, ăn bi số 4 vào lỗ bên trái phía trên. Sẽ là một tình huống khó và nếu không thành công thì cơ hội sẽ trao lại cho Denis Sokolov một hình bi thoáng. Cú nhảy bi thành công của Đỗ Thế Kiên rồi. Tuy nhiên sẽ lại phải tiếp tục làm một cú nhảy bi nữa. Liên tiếp là những thử thách. Khi chúng ta đánh sai con bi đầu tiên thì những con bi tiếp theo sẽ có sai số lớn hơn nữa. Pha nhảy bi ở bi số 5 chỉ đưa bi số 5 đến gần lỗ thôi chứ không ăn được bi số 5. Rồi cú này cầm lết trồ một phát trực tiếp về con bi số 3 vào lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. Lực rất hay. Ok, rất hay các bạn ạ. Has to be remembered also he didn't lose the first racket as the result of an offensive mistake. He was out-dueled tactically. So he's not missing. He's another one, though. Rồi một bạn khán giả có nhận xét rằng là Trang Yu Lung đánh ngang AB hoặc A bên Việt Nam chưa tới A cứng. Ok, tôi xin ghi nhận cái ý kiến của bạn. Và không biết nói gì thêm nữa. Nào, điều ra con bi số 5 này là hơi chéo ngoe rồi. Chém luôn vướng gì đâu anh em. Ví dụ như anh Kiên Pháp đánh thì dạo gần đây tôi cảm thấy là cái sự chắc chắn nó không còn nữa. Vẫn có gì ấy phải nói thực sự với các bạn, nó rất là lo lắng. Nào cùng xem cơ thủ Đỗ Thế Kiên đánh con bi này. Francisco Sanchez Ruiz từng gặp cơ thủ người Việt Nam nào chưa gặp rồi các bạn ạ. Vào năm 2022 thì Francisco Sanchez Ruiz có đánh với cả Đặng Thành Kiên đó các bạn. Hay quá. Đánh thành công con bi số 6 rồi. Tốt quá anh ơi. Rồi, và vào đầu 9, ăn đi. Xong. 3-1. Maybe a couple of shots early by chipping in the 9 ball. That was the little bonus there as he knocked in the 7. It was always a likelihood. And so 3 racks in succession now. 5-9 combination, not difficult. Vâng, là một người có trình độ thì anh Quyên quyết định là dọn cái ván bàn này luôn, chứ không bắt ba đuôi nữa. Rồi, rất cảm ơn các quý vị khán giả đã ủng hộ cho cái lời bình luận của tôi về cái việc là anh Kiên chạy đạn trong cái tình huống trước đó là hơi hiền. Bởi vì con đó thì hoàn toàn có thể A1 băng hoặc A2 băng cũng được. Ồ, cảm ơn bạn khán giả Khôi Nguyễn Trịnh Huy đã ủng hộ cho ekip của Web Thể Thao vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và nếu như các bạn có yêu thích những cái phần phát sóng trực tiếp này của chúng tôi, có yêu thích những cái phần bình luận của tôi, thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào nút donate hình đô la ở phía dưới cái thanh chat của các bạn để ủng hộ cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn khi mà đã đồng hành cùng với Web Thể Thao tại tất cả các giải đấu. Scenario where a player that started at a very young age and just kind of got used to do that. See that right there? One more pump after the pause. Efren Ray is known for that. Rồi, 5-1, không nói nhiều. Cái giải đấu cách đây 1 hay 2 năm gì đấy, có cả người ngồi xe lăn vào đánh mà các bạn. Đánh với Christina Tkach. Nào, xem cú trô của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Quá mượt. Thực sự là quá mượt ở cái tình huống trô vừa rồi. Nhưng mà má có vẻ là không thuận rồi. Mệt ghê ha. Anh Kiên đang soi cái đường con bi số 6 vào lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. May have to really force the work on the cue ball and take much more of a shot on the green 6. I'm guessing it does go to the lower left by the 9. Mà có một cái câu hỏi rất là hay này của bạn khán giả Hoàng Nguyễn. Cái rơi xuống lỗ là lỗi rồi. Tuy nhiên thì nếu cơ thủ trong tình huống tiện tay khua cơ trên bàn tạo tình huống khó thì sẽ được tính như thế nào? Thì sẽ bị xử thua luôn ván đấu các bạn nhé. Nó sẽ được tính vào lỗi phá bàn. Sẽ bị xử thua luôn ván đấu. Tất nhiên là còn tùy. Trọng tài sẽ là người đưa ra cái quyết định cuối cùng để tính nó là một cái lỗi được đặt bi không thôi, hay là đó là lỗi phá bàn và bị xử thua ván đấu. Nó sẽ tùy vào trọng tài ạ. Nhưng mà thông thường là nhìn khua có chủ đích hay là khua vô ý là biết ngay mà. Rồi, còn 3 con bi trước khi chúng ta đến với cái điểm hưu của trận đấu này. Nhưng mà nhìn má này thì tôi cứ thấy nặng nặng các bạn ạ. Nói thực sự với các bạn là trong những cái giải đấu của Matchroom, khi mà người ta co lỗ vào thì tôi cực kỳ ghét cái má này. 2. Thực hiện đường cơ rất chính xác đến từ Đỗ Thế Kiên. Ngon rồi. 7 năm thôi. Vietnam and Hanoi City are going to be on, along with many others. Sau trận này vẫn còn một trận đấu nữa các bạn nhé. Right now, Doe on the hill at 7-5, and that was a really good run out given the second. Cue ball just behind it'll do. Oh, this is a big miss. Vâng, một tình huống chạy đạn sinh viên. And he tried to play the 3 into the 7. Với cái hình thái bi như thế này thì hoàn toàn anh Kiên có thể sử dụng một cái cú chạy đạn kiểu snooker. Đó là đưa con bi số 3 đi vào băng ngắn rồi nó tua dội về cái băng ngắn còn lại. Và con bi cái sẽ đi vào băng dài bên phía con bi số 4. Và sau đó cũng chìm ở băng ngắn luôn. Cùng chờ xem. Cùng chờ xem các bạn ơi. Almost good to see matches go close. We had a hill thriller yesterday, Chua against Hebler, and now around the same time of the day, here's another. Vâng, chính xác rồi, một cú chạy đạn kiểu snooker, rất tốt. Must be happy with that one. Yeah, he may have left a sliver, but if he did, it's not much. And again, a smart play. Always that rail speed with the cue ball. That's what you want to look for. And maybe this overhead tells me there's a bit of a 3-ball there for Chang. Don't think he can really afford, even if he can make it, to play it at a slow enough speed to hold position for the pink. Đến lượt Chan Yulung A1 băng đây. Oh, như vậy là còn đường đánh vào bi số 3 luôn cho nó cẩn thận. Cơ hội là đây chứ là đâu nữa. Có làm được không? Now after letting that substantial lead slip, Kanto Kien do the business here. It's all about conquering nerve. And really all about this first shot. Gets it down and gets position on the ping 4. You can see the 5 very near the 7. Nào, có làm được không? Thành bại tại tay đây. Con bi số 3 đầu tiên giữa lỗ. Looks bad for the former semifinalist in the U.S. Open, two-time China Open champion. But again, he's got to get back out here, get those feet wet. We'll certainly see him back in form, and a guy that usually doesn't play many poor matches, doesn't always win, of course, but usually there's quality. Con bi số 4 vừa rồi nó không đi vào giữa lỗ các bạn ạ, nó lại đi vào bên mép bên phải theo hướng nhìn của chúng ta. Yeah, 2015 in partnership with Ko Pin Yi. He's been there, done that. I think in this match, though, you have to say, Doe Thế Kiên is rồi, một cú nhấn nữa thôi. Lấy má ngoài cho con bi số 8 và nhấn thêm một lần nữa. Anh em yên tâm, 100% anh Kiên thắng trận đấu này. Không phải lo. 100% thắng. Tình huống này mà hơi với cầm nối cho cẩn thận. Anh em cứ yên tâm. Rồi, nó phải là như vậy. 8-7 dành cho Đỗ Thế Kiên. Rất tuyệt vời.